Đàn này 13, 12 con này. 12 con. Đẻ ra 12 con, đến thời điểm này là vẫn giữ nguyên tỷ số. Thì xin giới thiệu với anh em là những cái đàn chó con hiện tại đang có đây. Bây giờ nhà là lít nhít luôn. Buổi chiều thả ra một tí nhá. Chiều thả ra. Thả ra cho nó chạy, nó vận động một lúc, xong rồi tí nữa bắt đầu mới cho ăn. Cái đàn này của em 23 ngày. Chuẩn bị vào vaccine mũi 1. Một rổ chó luôn. Đàn này 12 con anh ạ. Đây, đàn này 20 ngày. 23 ngày tuổi. Vâng. Đây là tất cả trong một đàn này à? Vâng, một đàn anh. Đàn này 12 con này. 12 con. Đẻ ra 12 con, đến thời điểm này là vẫn giữ nguyên tỷ số. 12 con. Đây. Đó. Hai mươi ba ngày tuổi. Bắt đầu em cho ăn dặm rồi đấy. Bắt đầu cho ăn dặm rồi. Mặt chưa được khôn lắm. Vẫn còn bé mà, đang non mà. Ngoài 20 ngày là bắt đầu em. Em bắt đầu em pha sữa. Ngoài 20 ngày là bắt đầu pha sữa để cho nó liếm dần. Khi nào nó tự nó di chuyển rồi, nó nhanh nhanh kiểu này là bắt đầu. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Ngoài 20 ngày là bắt đầu em cho chế độ ăn dặm. Đây gọi là ma cũ bắt nạt ma mới đấy, đúng không? Đúng rồi. Đấy, ma cũ bắt nạt ma mới. Đấy, quay cảnh này rất là hay. Đấy, nó rất là có độ tương phản ấy. Đấy, đấy. Nhìn nhìn lít nha, lít nhít. Một bên đỏ ao, một bên thì là đu rông. Đu rông, hơi làm nhem. Đấy, theo như Đức chia sẻ thì hiện tại chỗ trại Đức Malinois Củ Chi thì có khoảng tầm 40 chú chó, trên dưới 40 chú chó. Gồm có những cái đàn này là đàn EU đúng không? Vâng. Đàn EU. Đấy, đàn này được gọi là đàn đen vàng EU này. Đấy, gầm đen. Gầm đen. Dòng séc, chuẩn séc. Ừ. Cái thông tin đàn này như thế nào nhỉ? Thì Đức giới thiệu lại bố, cho anh em biết nhỉ? Bố mẹ VK anh ạ. Cẩn thận nó đớp vào tay. Không việc gì. Bố mẹ VK. Bố nó là con của con Đôn nhập nhập Séc, mẹ là con của con Manter nhập Pháp. Đàn này có đầy đủ giấy tờ VK. Nói chung là anh em có nhu cầu là vẫn làm bình thường. Nó đủ điều kiện để làm VK. Nếu như mà anh em nào mà thích lấy giấy VK thì sẽ bảo mình không vẫn, thì là không, vẫn không làm lấy bình cũng thường. Được, không lấy cũng được, đúng không? Sẽ giảm được mấy trăm. Còn đây anh đi vào đây. Đây có cái đàn đàn này là con của con Doper nhập Mexico. Đàn này là con của Doper nhập Mexico đây. Được cái đầy đủ anh ạ. Đen xì xì. Con của Doper nhập Mexico. Bố là Doper. Vâng. Một chú chó rất là nổi tiếng, một chú chó Mexico rất là nổi tiếng. Bố nhập mê. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều chó để cho anh em lựa chọn, nhất là những anh em ở trong miền Nam. Thích chơi Mexico này, thích chơi đu đông hay là thích chơi vàng, EU đều có cả. Đây. Đấy. Giá bọn này thì rơi vào từ 5 cho đến 7 triệu một chú chó thôi. À. Giá rất hợp lý luôn. Đây, trước mắt anh em là con chó này của trại nhân giống ra. Thì sau 4 tháng nữa, sau khi hoàn thành cái vấn đề huấn luyện, thì là con chó này nó sẽ đi Mỹ. Con này là của một anh khách ở Cali, anh ấy đặt hàng. Anh ấy thích một con chó, nói chung là nhìn màu mảng nó sạch, lông nó sát. Và nói chung là anh cũng không cần cái thần kinh nó phải quá căng. Vì mục đích là anh nuôi ở trong nhà coi như là kiểu làm bạn thôi. Nhưng mà con này thì nó đáp ứng đầy đủ yếu tố.
thần kinh cân bằng, khung gọng, đầu mặt nó đẹp. Đấy, anh nhìn sơ qua con chó. Đức đặt xuống cho anh xem này, đặt xuống, đặt xuống. Đấy. Đây, anh nhìn đầu mặt nó rất là đẹp. Theo thông tin Đức chia sẻ thì chú chó này được một cái anh Việt kiều người Mỹ. Hiện tại chắc là đang sống tại Cali à? Vâng, đang ở Cali. Cali. Đã xem những cái video và định biết về Đức và đã rất là muốn lấy cái chú chó này, muốn mua chú chó này và lại chuyển ngược từ Việt Nam sang Mỹ. Đấy. Sau anh thời em gian nói hẳn câu là một câu đấy là hơi hiếm, giống như là hiếm và chở củi về rừng đúng không? Vâng. Gần như là chở củi về rừng. Nhiệm vụ của em là chọn con chó, điều hướng con chó nó ok. Sau đấy là anh ấy về thì anh ấy sẽ đưa đi. Con này thì trong đàn thì anh ấy hầu như con nào anh cũng thích. Nhưng mà anh bảo chọn cho anh một con, nói chung là nhìn chân tay mặt mũi nó đẹp. Em thấy con này ok thì là em chọn em chọn cho anh con này. Rất là ngạc nhiên đấy, thật sự là anh đi làm chương trình rất là ngạc nhiên. Vì sao lại có cái kiểu như là chở củi về rừng như thế đúng không? Bên Mỹ nhá, anh nói thật sự là bên Mỹ là không hề thiếu chó. Không rất hề thiếu chó. Đấy, nhất là Mali. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một chú chó mà sinh sản tại Việt Nam thôi, có một cái giá thành rất là rẻ, rất là hạt rẻ. Đấy. Bây giờ em sẽ test cơ bản một tí chút để xem cái sự ham đồ của nó xem như thế nào. Nói chung cái đàn này thì em nghĩ là nó rất chi là ok. Đấy, về cơ bản nó rất chi là ok, rất chi là ham. Bám đồ lắm anh. Đấy. Rất tập trung. Đây. Đây. Phải cái hình răng giật xem nào. Chắc chắn là cái video này lên thì là anh chủ ở bên kia cũng sẽ xem được rồi. Vâng. Kiu kiu. Đấy, một lần nữa mình sẽ phải nói nhé là rất là thú vị luôn, đi làm chương trình cho anh em rất là thú vị luôn. Một chú chó Malinois được sinh ra ở mảnh đất Củ Chi nhưng mà lại được một người khách hàng tại Cali biết đến và lại thích. Vẻ đẹp là nằm trong mắt của kẻ si tình. Đấy. Rất là thú vị luôn, tự nhiên và rất là kỳ lạ luôn là một người ở bên Mỹ mà lại mua một chú chó Malinois lại Việt Nam. Chuyển về bên Mỹ. Đấy, nói không ai tin nhưng mà đấy là sự thật nhé. Và anh ấy nhờ em tự chọn. Tự chọn và tự thời chọn. Gian dậy. Xong rồi là anh ấy sẽ về, tầm tháng 8 anh sẽ về. Sau này là sẽ đi. Chắc là khoảng tầm tháng sau là phải gửi nó đi huấn luyện chứ đúng không? Vâng, tầm khoảng 20 ngày nữa là em sẽ gửi đi. 3 tháng là em sẽ gửi tức đi. Tức là cứng đi đúng không? Vâng. Cứng và tiêm đầy đủ 2 mũi. Đấy. Em sẽ gửi đi. Chi phí kể cả làm cái phả hệ xuất khẩu nữa nó loanh quanh rơi vào tầm 1.700 đô. 1.700 đô. Làm con chó coi như hoàn thiện để anh ấy đưa về Mỹ là anh ấy chơi luôn. Còn cái việc mà khi mà anh ấy về nước mà anh ấy mua vé máy bay và mua cái làm thủ tục thì là do anh ấy sẽ thực hiện đúng không? Anh sẽ thực hiện. Anh sẽ tự làm. Em đây chỉ hỗ trợ vấn đề cho con thôi. Hỗ trợ vấn đề cho con chọn lọc và mình đưa đi gửi tập thôi. Và đến cái thời điểm đấy là đây cũng đầy đủ là giấy tờ VK vâng, rồi. Đúng rồi. Đến cái thời điểm đấy là nó hoàn thành hết rồi. Nhưng mà một trong những cái yếu tố mà để mà chó được vận chuyển sang nước ngoài là phải test cái mũi tiêm dại. Vâng. Là mình phải tiêm cho cún cái mũi tiêm dại. Nó phải đủ anh ạ. Mình phải tiêm đủ. Tiêm đủ vaccine và đủ mũi dại. Đúng rồi. Đấy. Rất là thú vị luôn. Một chú chó Malinois ở một cái trại chó tại huyện Củ Chi sẽ được xuất khẩu sang bên Mỹ. Đấy là một lần nữa mình sẽ phải xin nói lại là đấy là cái sở thích của mỗi người. Khi mà anh ấy xem video anh ấy cảm thấy ở Mỹ là rất nhiều anh ấy. Ở Mỹ rất nhiều. Ở Mỹ là quá nhiều Malinois. Đấy. Nó hẳn câu về K9 này về chó Police Dog thì ở Mỹ không nhiều thiếu. Ở Mỹ. Đấy. Nhưng mà tại sao lại anh ấy lại về Việt Nam? Nếu có cơ hội mà khi mà anh ấy về Việt Nam mà anh đang công tác ở đây vâng. thì anh em mình lại gặp nhau. Có thể anh em mình lại gặp nhau. Là vâng. một chương trình là người thực về thực. Vâng. Đức hay là anh em khán giả trên kênh được biết rồi là luôn luôn là anh đã quay chương trình là toàn phải người thực về thực. Vâng. Hoặc là nếu anh không vào được thì anh ấy đến đây thì Đức có thể em sẽ gửi những cái video. Vâng. Những cái video hoặc là chụp ảnh gửi lên để anh có thể đăng lên trên cho anh em được biết. Đó. Vâng. Hoặc là chính anh em có thể vào Facebook của Đức, vào Facebook của trang trại chó Malinois Củ Chi để mà xem. Đấy, rất là thú vị luôn. Của một đồng công nén, một chú chó Malinois sinh sản tại Việt Nam sẽ được sang Mỹ. Đấy. Khi nãy thì hai anh em đã nói chuyện về cái vấn đề là những cái dòng chó hiện tại ở trại. Thì bên em thì hiện tại bây giờ dòng Séc em có, dòng Mexico em cũng có. Thì là bên em khi nào nó cũng sẵn. Như anh thấy cái số lượng chó con nó gần 40 con mà. Thì đỏ đen có, màu đu rông có, màu vàng có. Còn nếu mà anh em mà quan tâm đến cái dòng cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ
màu đỏ cháy ấy. Màu đỏ cháy giống cái tập video trước đúng không? Vâng, thì là đến tháng 5, đến tháng 5 em sẽ bắt đầu có cho con. Đến tháng 5 em mới có cho con. Vì là bây giờ là mấy con cái kia bầu và mới đẻ thì nó phải hơn 2 tháng nữa. Thì nó rơi vào tầm tháng 5 thì em sẽ có cho con. Cho con. Thì đến cái tầm đấy thì anh em mà có nhu cầu về chơi về cái dòng về màu mả, màu đỏ và khung gọng đẹp thì cứ liên hệ với em. Ok. Đấy, đến cái tầm đấy. Còn hiện tại bây giờ thì cho con ở nhà cũng rất chi là nhiều. Gần 40 con, anh em thích chơi dòng nào thì là cứ liên hệ với em, đặc biệt là những anh em ở gần. Đấy, những anh em ở gần có gì thì cứ chạy qua, anh em hỗ trợ nhau vấn đề xăng xe. Đấy, được. Vì là cái vấn đề giá thì em điều chỉnh được mà. Chó nhà mình sinh sản ra thì mình sẽ điều chỉnh được giá, nói chung là phù hợp nhất, ở cái mức phù hợp nhất để cho anh em chơi. Đấy. Ta sẽ hỗ trợ cho anh em. Đấy. À, luôn luôn là mình đi đến đâu thì mình cũng bảo anh em phải công khai về giá. Giá ở đây từ 5 triệu cho đến 7 triệu. Vâng. Những con xuất sắc thì là phải giá nó phải cao hơn. Đấy. Còn anh em đến tận trại thì còn bớt xăng xe cho anh em. Bớt xăng xe cho anh em. Cái quan điểm của em ấy là ông mua cái đồ chơi thì ông phải nhìn tận mắt và ông phải tự tay chọn. Sờ như thế tay. Nó mới sướng. Sờ đấy. Tận tay đúng không? Như thế nó mới sướng. Còn nếu anh em nào gần khu vực Củ Chi, Sài Gòn thì cứ ghé qua. Đúng vì trại em ở ngay Củ Chi mà, nó cũng gần mà. Gần. Đấy. Đây một con chó dòng Séc nhưng mà mang cái chất lông của nó hơi dày một xíu. Đấy, anh em có thể hơi nhìn. Hơi xù thì rất lạ. Anh em có thể nhìn đây. Đấy, nó như con gấu. Lông nó hơi xù một tí. Thì cái vấn đề này tí anh em mình sẽ bắt hai con ra xong anh em mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề lông. Đúng rồi. Đấy, anh em nhìn qua đây. Nhìn rất thú vị nhá. Nhìn đấy. Như một con gấu. Đây là trong cùng một đàn đấy. Đây vâng, trong cùng một đàn. Trong cùng một đàn. Yeah. Cái đàn này của nó đông nhưng mà chỉ một mình nó ra cái màu lông này thôi. Cái chất lông cái như chất này lông. Thôi. Cái chất lông. Đây, anh nhìn nó khác hẳn không? Ừ. Như con gấu con. Đây. Đây là những chú chó trong cùng một đàn. Nha. Yeah. Yeah. Một đàn nhưng mà chỉ ra một mình nó là ra cái chất lông lạc loài, lạc loài là lông đậm hơn này và cái hệ thống sau lông nó xù hơn. Lông nó hơi xù ấy nhỉ. Đấy, lông nó hơi xù hơn. Cùng đàn đây luôn. Thì, mình đang khi nãy anh em mình vừa nói về vấn đề màu lông đây anh ạ. Thì đây bây giờ là vấn đề chất lông nhá. Đây là hai con chó trong một đàn. Trong một đàn. Còn vấn đề thuần chủng thì khẳng định là 100% thuần chủng. Ừ. Bố nó là con của con Đôn nhập Séc. Mẹ là con của con Manter nhập Pháp. Thì đây bây giờ một con lông nó sẽ hơi dài, hơi xù. Nó hơi xù một tí, đúng và rồi. Một con lông sáp. Thì bây giờ em bây giờ ví dụ như em hỏi anh bây giờ bảo bây giờ chẳng nhẽ bây giờ mình đi bảo con này nó lai con đực về con kia đi anh công nhận không? Không thể nào bây giờ bảo con này lai con kia đi được. Đấy. Chất lông hai con nó hoàn toàn khác nhau. Trong cùng một đàn. Trong cùng một đàn. Trong cùng một đàn nhá. Đấy. Anh em nhìn thấy cả mặt này. Đấy. Con kia anh thấy còn hơi cháy hơn nhá. Con xù còn cảm thấy hơi cháy hơn. Đấy. Lông nó hơi xù xù. Còn thằng này lông sát chưa? Anh thấy không? Lông sát tịt không? Ừ, sát tịt luôn. Đấy. Còn ông này thì anh thấy xù không? Như con sâu róm. Đấy. Đấy, đây là vấn đề trong một đàn nhá. Trong một đàn. Nó rất chi là rõ ràng luôn. Nguồn gốc là toàn nhập hết đấy. Ừ. Đấy, mà bây giờ nó ra hai con chó như này. Thì bây giờ liệu bây giờ em có thể em bây giờ là ví dụ như em là người không biết chơi đúng không? Ừ. Em bảo con này chắc chắn là lai con Bắc Đức. Vì là Mali không thể nào nó có cái màu này được. Mà cái chất lông này được. Chất lông. Vâng, chất lông này được. Không nhưng mà nếu mà lai Bắc Đức ra thì cái ben kheo và cái khung đấy. Xương nó sẽ khác nhiều. Nhưng mà anh nhìn cười không? Đúng hai rồi. Con. Đấy, rất thú vị. Hai con này như con sâu róm, con này con đực. Bia được bao nhiêu ngày tuổi nhỉ? Bọn này 65 ngày. 65 ngày. Em vào vaccine mũi 2 được 5 ngày rồi. Sau này không hiểu lớn thì phát triển sẽ như thế nào. Đấy, rất thú vị luôn. Đấy, bây giờ tùy thôi. Ví dụ nhiều anh em bây giờ ví dụ người ta bảo là thích một con lông nó dài dài nhưng mà Mali đây. Thì đây, ông này là ông sẽ đáp ứng được cái vấn đề là nhanh như con Mali nhưng mà lại cái chất lông. Lông nó hơi xù xù ra. Đấy. Không nhưng mà sau này thay lông chưa biết được đâu. Sau này thay lông thì nó có thể nó lại thể cùn nó lông, lại. Nó sẽ sát lại. Đấy. Nhưng mà đây cũng có thể là một trong những anh em mà thích chơi hàng kiểu lạ một tí đúng không? Vâng. Đầy đủ giấy tờ nhá, mà là đấy. Nhưng mà cái chất lông của nó lại hơi xù xù. Đấy, chất lông xù. Con kia thì sát tịt ra nha. Đấy, một đàn đấy. Anh em trong cùng một đàn. Một đàn đấy, cùng bố cùng mẹ đấy. Ừ, trong cùng một đàn. Nhưng mà rất là dễ thương nhá. Trông như con gấu. Đấy, có trông như con gấu luôn. Này, con này đi đây. Xem. Khác cái con gấu không? 65 ngày tuổi. Đấy. Cũng lũn cũng luôn. Ừ. Như con sâu róm. Ừ. Đây. Anh em nào mà không biết thì lại bảo con này là con chó lai. Ừ. Đấy, cái vấn đề nó thế chứ. Còn con thì anh xem cái lông của nó này, sát tít. Ừ. Thằng này thì như con sâu róm. Nhưng mà lâu lâu nó lòi ra một hai con này nó lạ hay. Biết đâu 3 năm nữa anh em lại thích Mali lông lại dài dài như này thì sao? Không, ở bên nước ngoài có Mali lông dài. Nhưng mà lông dài thì nó dài mặt hẳn nó ra cơ. Hơn. Mặt nó nhỏ hơn. Dài hẳn ra cơ, đấy.
có loại Malin lông dài. Thế anh em mà yêu thích thì cứ trực tiếp liên hệ với cả ông chủ trại chó ở Củ Chi nhé. Đấy thì và cũng khuyến cáo anh em luôn, nếu như anh em ở Sài Gòn và những cái tỉnh lân cận thì cứ đến trực tiếp giao lưu. Tự tay chọn con giống là sao mà ưng ý nhất, là tốt nhất. Đấy. Và vấn đề là anh em đến tự chọn thì em tự chọn sang tiền xe tự chọn, anh em rất tự thoải chọn. Mái. Tự chọn. Vì vấn đề mình đi mua con chó hay mua cái đồ chơi gì như thế thôi, tự tay mình chọn, tự mắt mình nhìn thì nó sẽ là hợp lý hơn. Đúng rồi. Bên em thì cái chế độ bảo hành nó sẽ là 10 ngày đối với hai bệnh Pavocare. Còn tất cả những khách nào mua chó thì khi con chó nó có những cái biểu hiện nó không bình thường thì vẫn cứ gọi điện cho em 24/24. Đấy, em sẽ tư vấn và xử lý tức thời để cho làm sao con chó ví dụ như là nó có đi ngoài. Thông thường con chó nó về nó hay bị đi ngoài thì khi nào em gửi chó về cho khách em cũng sẽ gửi kèm thêm một cái vỉ thuốc trị cái vấn đề đi ngoài. Đấy, thì khi mà khách nhận về mà con chó nó đi ngoài thì thuốc đấy rồi các anh cứ xử lý luôn tại chỗ luôn. Còn những cái gì mà ví dụ như nó ho hoặc là nó nôn ấy, thì những cái vấn đề đấy thì phải gọi điện cho em sẽ tư vấn. Về cái vấn đề mà di chuyển đường xa trong mùa hè ấy, thì thực tế là nó rất đơn giản. Con chó một là nó sẽ bị stress vì sau khi nó tách đàn, anh nhét nó vào cốp, anh di chuyển thì nó sẽ bị stress. Thứ hai nữa là con chó nó sẽ mệt mỏi, mất cân bằng điện giải. Cái đấy thì anh em cứ nhận về xong rồi là mình pha nó một chút nước đường để bù điện giải cho nó, để cho con chó nó cảm thấy nó thoải mái, nó khỏe. Thì sau đấy 2-3 hôm hoặc có thể sau đấy một hôm thôi thì con chó sẽ trở lại trạng thái bình thường khi như ở trại. Đấy, cái vấn đề đấy nó rất đơn giản nên là anh em không cần phải là lo lắng. Đúng không? Không cần phải quá lo lắng. Vì rất nhiều anh em khi mà nhận chó từ bến xe về ấy, cảm thấy con chó nó mệt mỏi, nó uể oải ấy, là anh em phải cuống quyết lên ngay. Nhân cái chuyến đi công tác Tây Nguyên và về đến miền Nam, mình có một ít cái công việc của mình ở trong chỗ thành phố Hồ Chí Minh thì có ghé qua chỗ trại chó của Đức Củ Chi để xem là hiện tại trong năm 2023 này Đức Củ Chi có cái gì mới không, định hướng kinh doanh như thế nào, thì mình cũng đã quay được 2 video để gửi đến anh em rồi. Nếu như anh em mà yêu thích giống chó Malinois, Douron, EU và cộng thêm nữa là thích những cái chú chó mà màu red, màu gọi như đỏ sậm luôn, thì cứ liên hệ trực tiếp với ông chủ trại chó nhé. Đây, rất là cảm ơn Đức Malinois hôm nay đã tiếp đón mình và cùng mình làm những cái chương trình để gửi đến anh em yêu chó trong cả nước, nhất là những người anh em mà xem trên kênh Nhâm Tất TV. Vâng. Em xin cảm ơn anh Trường và các khán giả của kênh Nhâm Tất TV đã ủng hộ trại trong thời gian qua. Còn về cái vấn đề chó con và mua bán thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Cái số điện thoại đây. Đầy đủ đây rồi. Vâng, số điện thoại đầy đủ đây rồi, địa chỉ đây rồi. Anh em ở gần Củ Chi, Sài Gòn thì cứ ghé qua chơi. Kể cả không mua thì anh em cứ ghé qua chơi cũng được, ok, vấn đề gì hết. Còn ví dụ như anh em mua thì cái chế độ bảo hành của em thì bên này nó vẫn là 10 ngày, thì trước giờ vẫn là 10 ngày. Đấy. Chó con thì bên em nó đầy đủ, đực cái và màu mảng đầy đủ, khi nào cũng có để cung cấp cho anh em. Vấn đề giá cả thì vẫn là từ 5 đến 7 triệu. Giá nó rất chỉ là hợp lý để anh em mình chơi. Đấy. Một cái giá rất là hợp lý luôn, và mình và Đức Malinois Củ Chi thì cũng đã làm được khoảng tầm 5 đến 6 video để gửi đến anh em trong một năm qua. Cũng giống như tất cả những cái trại chó mà anh đến làm việc ấy. Vâng. Thì một là sao, chúng ta phải tôn trọng nhau và chúng ta phải giữ uy tín cho nhau. Vâng. Anh có giữ uy tín được thì cái kênh của anh phát triển được. Phát triển được thì mới có thể đi được nhiều nơi để mà quay cho mọi người được xem. Vâng. Khán giả được xem. Khán giả người ta xem, người ta cảm thấy tin tưởng thì người ta sau này thấy là khách hàng. Vâng. Và người ta mới ủng hộ trại chó. Vâng. Còn Đức thì cũng giống như anh em khác, luôn luôn là chúng ta phải giữ uy tín. Vâng. Chẳng bao giờ Đức đã vào đây để mà lập nghiệp, để mà xây dựng trại chó mà lại tự tay đổ đi cái chén cơm của mình, đúng không? Vâng, đúng rồi. Sau 2 năm rưỡi đã xây dựng được một cái mô hình trang trại rất là xanh tươi sạch đẹp. Đấy, một lần nữa mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đấy, cổng vào rất là thoáng mát sạch đẹp luôn. Dài cỏ nhân tạo, phía bên kia thì là phía bên đực giống. Đấy, phía bên này thì là phía một bên là chó con, vườn rau và đàn gà để mà cung cấp. Đấy, tự nuôi gà cung cấp. Thì khi là cái video của anh em mình đến đây cũng là khá là dài rồi, kết thúc. Vâng, vâng. Một lần nữa là anh xin chúc sức khỏe Đức và toàn thể gia đình. Vâng. Chúc cô và các cháu sức khỏe, đúng vâng, không? Vâng. Đấy, vợ và con của Đức đã chuyển hết về đây để sinh sống rồi. Các cháu hiện tại bây giờ đang học mẫu giáo và tiểu học ở đây rồi, vâng, đúng không? Vâng. Ở huyện Củ Chi rồi, đấy, rất tuyệt vời luôn. Một trại chó gọi như là Malinois Củ Chi để dành phục vụ cho những anh em mà yêu chó giống, yêu chó trên khắp cả nước, nhất là những người anh em mà ở khu vực miền Nam này. Rồi, xin cảm ơn chú Đức nhé. Vâng. Và xin chào. Vâng, vâng. Em qua đây cho em gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến tất cả những anh em, những khán giả của kênh Nhâm Tất TV.
hẹn gặp anh em ở một cái chương trình tiếp theo. Ừ, ok. Vâng, em xin cảm ơn. Ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Vâng.